Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Hiệp, bác sĩ chuyên ngành nội tiết. Như các bạn đã biết, tuyến giáp mặc dù là một tuyến rất nhỏ nhưng hormone tuyến giáp thì lại có một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động nội tiết chuyển hóa cũng như là các hoạt động bình thường khác của cơ thể. Biếu nhân tuyến giáp hay u giáp thì là một bệnh lý vô cùng phổ biến trong các bệnh lý tuyến giáp. Tuy vậy, thông tin mà mọi người biết về biếu nhân tuyến giáp hay u giáp thì thường không đầy đủ. Trong video clip này, bác sĩ sẽ cung cấp cho mọi người tất cả những thông tin mà mọi người cần biết về bệnh lý biếu nhân tuyến giáp hay u giáp. Biếu nhân tuyến giáp hay là u giáp thì là một tổn thương khu trú nằm ở trong nhu mô tuyến giáp. Nó thể hiện cái sự phát triển một cách đặc biệt hay là một cách bất thường của các tế bào tuyến giáp. Về phân loại biếu nhân tuyến giáp có thể chia thành hai loại, là loại dạng nang, tức là ở trong toàn là dịch, và thứ hai là dạng đặc. Biếu nhân tuyến giáp gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới rất là nhiều. Tỷ lệ nữ trên nam thông thường gặp ở các nghiên cứu là từ 4 đến 1 cho đến tận 9 trên 1. Với những biếu nhân tuyến giáp lành tính, bạn hoàn toàn có thể chung sống với nó cả đời mà không cần băn khoăn gì về việc hiện diện của biếu ở trong cơ thể của bạn. Còn với trường hợp biếu nhân tuyến giáp là ác tính hay là ung thư tuyến giáp thì có một tỷ lệ rất nhỏ, chiếm khoảng 1% là rơi vào nhóm nguy hiểm, còn lại 99% thì tiên lượng điều trị rất tốt. Như vậy, có thể nói biếu nhân tuyến giáp không hề nguy hiểm, và trong trường hợp nếu như nó có là ác tính thì việc điều trị cũng mang lại tiên lượng rất tốt. Hiện tại thì phương pháp tốt nhất và hữu hiệu nhất để có thể sàng lọc biếu nhân tuyến giáp đó chính là siêu âm tuyến giáp. Cách hữu hiệu nhất cũng như là độ đặc hiệu cao nhất đến thời điểm hiện tại đó chính là chọc hút tế bào tuyến giáp để đánh giá xem nhân giáp đó là nhân giáp lành tính hay nhân giáp ác tính. Đánh giá nguy cơ ung thư tuyến giáp sẽ phụ thuộc chính vào kết quả siêu âm tuyến giáp và kết quả chọc hút tế bào tuyến giáp. Vậy sau khi siêu âm tuyến giáp và chọc hút tế bào tuyến giáp, cầm tờ kết quả trên tay các bạn sẽ nhận định như thế nào? Trước tiên, với kết quả siêu âm tuyến giáp, các bác sĩ sẽ đánh giá nhân giáp của các bạn theo một hệ thống thang điểm gọi là thang điểm TIRAS. Với các trường hợp mà kết quả của bạn là đánh giá TIRAS 4 trở lên, bạn sẽ cần lưu ý đến nó. Và kết quả siêu âm này sẽ là gợi ý cho bác sĩ lâm sàng để có thể ra quyết định là nhân giáp của bạn có cần chọc hút tế bào tuyến giáp không. Và sau khi có kết quả chọc hút tế bào tuyến giáp, bạn có thể nhìn vào đó để biết được nguy cơ ung thư tuyến giáp của mình. Thông thường các bác sĩ giải phẫu bệnh có chuyên môn sẽ đánh giá kết quả chọc hút tế bào tuyến giáp của bạn theo thang điểm Bethesda với kết quả từ 1 cho đến 6. Trong trường hợp Bethesda của bạn là trong nhóm từ 4 cho đến 6 thì tỷ lệ ung thư nó sẽ tăng dần lên từ 15% cho đến trên 95%. Vậy thì biếu nhân tuyến giáp có cần phải kiêng gì không? Câu trả lời đó là người bị biếu nhân tuyến giáp mà không ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp. Có nghĩa là mình không suy giáp, không cường giáp thì mọi người không cần phải kiêng khem bất kỳ cái thứ gì cả. Vậy điều trị nhân tuyến giáp sẽ như thế nào? Với nhân giáp lành tính thì bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đó là mình sống chung hòa bình với nó, bởi vì các nhân giáp lành tính thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mọi người cả, do đó mọi người hoàn toàn có thể sống chung với nó. Cách thứ hai, bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp đốt sóng cao tần để triệt tiêu nhân mà vẫn bảo tồn được tuyến giáp, hoặc nếu không thì bạn có thể phẫu thuật cắt bán phần tuyến giáp. Trường hợp thứ hai, nếu như nhân giáp của các bạn là nhân ác tính hay là ung thư tuyến giáp thì bạn sẽ cần được thăm khám kỹ hơn. Nếu trong trường hợp kích thước của nhân ung thư còn nhỏ cũng như là chưa có dấu hiệu phá vỡ vỏ bao hoặc di căn tuyến giáp, bạn hoàn toàn có thể điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần hoặc cắt bán phần tuyến giáp. Còn nếu như trong trường hợp mà nhân ung thư tuyến giáp đã bắt đầu có biểu hiện di căn hay là đã có biểu hiện phá vỡ vỏ bao tuyến giáp thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ phải mổ để cắt toàn bộ tuyến giáp. Hiện nay không có thuốc hay thực phẩm chức năng cũng như là các biện pháp đông tây y nào có thể giúp cho nhân giáp của mọi người thu nhỏ kích thước hay là tiêu nhân tuyến giáp. Mọi người không nên tin vào những cái quảng cáo là thực phẩm này hay phương pháp này có thể giúp tiêu nhân tuyến giáp mà không cần can thiệp. Như vậy, sau video clip ngày hôm nay, mọi người đã có những kiến thức nhất định về biếu nhân tuyến giáp hay là u giáp để giúp cho mọi người có thể đánh giá cũng như là có thái độ xử lý phù hợp với biếu nhân tuyến giáp hay u giáp của mình. Nếu như có bất kỳ câu hỏi gì, mọi người hãy comment bên dưới video clip để được tư vấn kỹ hơn. Cuối cùng, xin chúc mọi người luôn vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tới. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.